Rồi giao lưu với anh em một cái cam mài cúc cần này, cái này mới cái 53 rồi nha anh em. Cây nó có chiều cao là 60, độ rộng hai bên là 50. Thân nó như ngón tay cái nha anh em, nhưng không được lớn. Cúc nó lâu lớn với lại nuôi mà bên em mà ươm hạt lên nó nha, bông rồi. Cúc này dùng cúc cánh tròn nha anh em. Đó, form cánh này anh em xem nha. Cúc cánh tròn nhụy nó bung xuê nó thơm lắm. Này cúc dòng cúc thợ hương Bình Định nha anh em. Nó khác với dòng cúc thợ hương miền Nam nha. Hoa thơm lâu tàn anh em. Cúc dân lông này. Lùng chung nha anh em. Chung phong lùng. Cái này giao lưu cho anh em thì giá là 4 xị nha anh em. Giá tại vườn không bao cước nha, cây cành là cù gốc anh em. Nên mua cây rin nhà về sưu tầm cho giống hoa đẹp lắm. Đọt non đó nè nè. Thấy chưa? Đỏ đậm. Cây cành là cù gốc. Giờ mới ép ghim nên bấm cù lại nè. Nên mua về mình thay đó nha nè, đừng có bấm nữa. Cho mình bấm sẵn form hết rồi. Cái cành nào cái tược nào nó vượt vào như thế này là mình bấm này, bấm thục vô chỗ này nó tạo độ chi dâm rồi nó nứt mấy cái cành này chỗ kẽ này nè, mấy nhánh nhỏ bấm cù lại tức bông ra anh em dễ mua hơn. Có bông trên mặt mặt hoa trên cây nữa anh em dễ hình dung hơn nha anh em. Phong cánh rất đẹp rồi anh em là thiện chế giao lưu liên hệ mình.